Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều nay, ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tập đoàn Outdoor tổ chức giới thiệu công nghệ Automatic Rolling Code, ARC, giải pháp chống sao chép mã mở cửa cuốn. Công nghệ ARC được công ty giới thiệu lần này là một giải pháp tối ưu, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Công nghệ này hoạt động tương tự như công nghệ Token Key hiện sử dụng trong ngành ngân hàng, bằng phần mềm tạo ra hàng tỷ mã số ngẫu nhiên không trùng lập, liên tục thay đổi sau mỗi lần bấm nút điều khiển. Với công nghệ ARC, khách hàng yên tâm sử dụng Outdoor mà không ngại bị đột nhập bằng máy dò mã số mở cửa, dò mã trong hộp điều khiển và tay điều khiển được thay đổi liên tục. Qua đó, khẳng định vị trí tiên phong của mình trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp cửa cuốn thông minh tại Việt Nam.